Xin chào tất cả các anh, xin được giới thiệu với tất cả các anh bộ ấm chén và khay trà được làm bằng gỗ hương của nhà em. Đây là một sản phẩm được thiết kế rất là tinh tế và đặc biệt hơn đó chính là ở phần dưới khay trà được thiết kế một ngăn đựng nước thừa rất là tiện lợi khi mình sử dụng các anh nhé. Sản phẩm này thì cực kỳ là đơn giản và dễ dàng sử dụng. Hơn nữa thì sẽ toát lên vẻ sang trọng lịch sự mỗi khi mà mình sử dụng bộ ấm này các anh nhé. Mình không những để sử dụng trưng bày còn có thể sử dụng mà tiếp khách. Mỗi khi mà gia đình mình có những người anh em đến chơi, sử dụng bộ ấm chén này pha trà thì cực kỳ là sang trọng, đẳng cấp và lịch thiệp các anh ạ. Nếu như các anh quan tâm về sản phẩm thì hãy ebook liền tay cho bên em hoặc là để lại số điện thoại